Thôi khoan lúc rồi. Ui ai ui 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 chà chà chà. Đấy, và đóng vàng rất là dễ nha mọi người nhé. Chỉ cần thổi tí khói vào mẹ nó bay hết. Ôi, điên rồi. Đấy, hết rồi. Nhưng mà nó thanh nhộng nhưng mà nó trắng không? Nặng nha, tổ này nặng kinh luôn. Rồi, đi. Nặng mà một tổ ăn bầu ấy. Ngon. Tiếp tục hành trình. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. Hôm nay anh em mình lại đi kiếm ong mọi người ạ. Sẽ làm một cái món ong mới. Mọi người thấy cái đun dừa, ăn đun dừa chưa? Hôm nay sẽ cho Mao Đệ thử thức là ong dừa. À, nó gọi là gì? Đun dừa ngâm mắm, nhưng mà hôm nay sẽ ong ngâm mắm. Ong ngâm tỏi ớt. Đi săn ong. Ong ngâm tỏi ớt. Tổ ong không biết mọi người có nhìn thấy không? Nhưng mà tổ này khá cao, không đốt được nhá mọi người nhá. Và tổ này đã bị người khác đốt mất một nửa rồi. Đốt mất một nửa. Thế nên là hôm nay anh em mình quyết định sẽ thử đốt phần còn lại. Ngoài cái tài thiện xạ ra, mình còn cái tài nữa mọi người nhờ, gọi là tài chạy trốn. Biết nào? Thế này gọi là gì nhỉ? Ném. Bây giờ mình sẽ thể hiện cho mọi người xem. Ba phát là mình sẽ hạ tổ ong này xuống đất nhá. Mà đại ca có tài đấy, mình có cả tài nấu nữa. Nhanh đấy. Còn viên đạn cuối cùng, viên đạn nhẹ nhất. Ôi, chặt thêm cây. Bắn vuông cái cây kia rồi. Mệt quá, không được, khả năng đi bắt ong vàng thôi. Ôi, nóng, môn thể thao này mỏi tay quá. Ui. Ui, rung rồi. Ôi. Lại mắc ở kia. Rồi, rung rồi. Bây giờ dễ xử rồi. Lúc nó mắc ở trên gần cạnh đấy luôn. Đấy. Để anh dùng nó phát xuống. Hả? Từ từ, nhắm xuống vào. Đấy. Rồi, đúng, đấy, lại mắc tiếp.
mỏi tay quá. À đây, bên cuối cùng. Rung thử ra. Rung rồi nhá. Nhưng mà nó lại mắc ở cành. Mình kiếm cái cây ném phát nữa rụng mà. Đấy, thế thôi, thế cây thôi. Đã rụng mà. Đặt xem ong nó rơi đấy không? Ong bây giờ về đấy. Rơi đây tủ nhỏ nhỏ đấy mà. Mỗi ở đầu em nhiều ạ. Nhắm mạnh, mạnh sợ nát. Ai, mắc mưa đi nhỉ? Rồi, ấy, ui, mắc đầy luôn. Đen thật dụng rồi mà mắc xuống cành dưới. Ui, nóng quá. Ai đúng rồi. Ui nó đấy à, nó phải gọi là đẳng cấp. Đẳng cấp thì ném dụng được tổ đấy. Nó gì ăn thế anh nhỉ? Hả? Thế nào? Cho anh ăn tất ấy. Em chả ăn được. Em chả ăn được. Ui. Điền thế. Đây. Còn mỗi mấy con. Dụng mấy cái đấy đấy, xem là có không. Nghe hết đây đấy. Đó. Bà đệ ơi. Dụng ơi. Ờ. Nhiều lắm. Giảng gần hết rồi. Những lỗ ong này nó giảng hết rồi. Mất công quá. Đi. Đi. Hết cả rồi. Ăn nhỏ thế. Chả ăn được coi. Thế thôi. Thế này. À, Mão Đệ đang chuẩn bị thể hiện một pha bắt ong thần sầu nhé mọi người nhé. Chị ong nâu 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 nâu. Nâu nâu. Không sợ đâu. Em là gì nhỉ? Được con ở thiên nhiên mà. Đây. Bạn đây. Ong là bạn của em không sợ đâu. Ong đây này mọi người. Đó. Thấy chưa? Thấy mẹ nó dày chưa? Đấy. Tốt mấy ông cái nhỉ. Đây. Mão Đệ đây. Sao ông vàng này cứ nâu nâu ấy? Chị ong nâu 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 nâu. Sao nghe run đấy? Tay run đấy. Cháy. Ui tay run lên thật ạ. Ui. Tủ ong vàng rất là to nha mọi người nhé. Bằng khoảng cái bắt miệng bắt loài. Đấy, đây này. Đấy, mẹ nó bay. Mẹ nó bay. Chụp kém thế nhỉ. Cháy. Đấy, khói dí thẳng vào trong ấy. Đấy. Dí thẳng vào trong thổi thổi cái gì? Chủ kém thế nhỉ? Vàng nâu ấy. Nâu cái gì mà nâu? Đi nè, dí đằng mé bên này này. Thổi cái gì nữa, ném cầm dơ ra đằng đấy. Đấy, thế. Mà vặt được rồi đấy. Rồi.
phát luôn. Ui. Ai, ui, ui. Chặt đấy. Ui, chặt chặt chặt. Đấy. Bắt ong vàng rất là dễ nha mọi người nhé. Chỉ cần thổi tí khói vào mẹ nó bay hết. Chặt rồi, điên à. Đấy, hết rồi. Nhưng mà nó thanh nhộng nhưng mà nhiều. Nó trắng không? Nặng nha, tổ này nặng kinh luôn. Rồi, đi. Nặng mà một tổ ong bổ ấy. Ngon. Tiếp tục hành trình. Buổi đi săn hôm nay được ít ong quá mọi người ạ. Căn bản là trời sắp mưa thế là phải đi về. Với lại anh em mình kết thúc luôn cả cái series đi sinh tồn. Tại vì sao mọi người biết không? Dịch nó đến trên cho anh em mình rồi. Bây giờ là không được đi ra khỏi làng. Thế mà anh em mình phải hôm qua vừa nhận điện thoại là phải về nhà luôn. Nên bây giờ quyết định là sẽ về nhà và sau sẽ... Không ra khỏi cổng. Đâu, vẫn được. Sẽ ra đồng cách ly mọi người nhé. Và đây, đây là món ong của anh em mình. Ấy, thấy chưa? Thấy con nhộng đấy mọi người ạ. Họ ngoại chưa? Bây giờ sẽ cho nó tắm mắm nha. Mau đệ thích ăn thử xem đuông dừa thì nó ăn rồi nó bảo ngon. Nên là hôm nay nó thích là ăn kiểu ong tắm mắm nha. Tại vì đang thèm đuông dừa mà con này nó giống kiểu đuông dừa mọi người ạ. Đấy, lấy những... Từ từ. Hôm nay có hai món đấy là con ong bầu vẽ với là con ong vàng. Đấy. Trên đường đi gặp một tổ này. Ong bầu của anh em mình thì ném rời giã tay hóa ra là giảm hết rồi. Đó, vẽ đi. Lấy những cái con kia thôi đúng không? Vẽ mấy con chưa bắt đầu mọc cái hình ấy. Đó. Mấy con vẫn còn là nhậu mà. Xong một tí nữa cho tắm lắm. Đấy, xòa. Trông ngon thế nhỉ? Con này đẹp lắm. Con này con này ăn ngon hơn. Trời con già đấy, chị ăn có vị không? Sợ. Ông già tắm mắm à? Chắc phải ông vang rồi mới nhiều cái con nhộng đấy anh ạ. Ừ, đấy. Còn cái này ít nhộng quá. Mấy cả người ta bắt tổ này không thành bị đốt đấy. Bắt được có những một tầng ấy. Thế nên tổ này nó bị nát quá mọi người ạ. Bị nát hết cả tổ. Phí ơi là phí. Mày lấy cái đĩa to ra đây. Cái đĩa to ra để anh dốc phát ra hết cái chỗ này luôn. Đĩa to á. Đây. Đây này. Đấy. Đừng đĩa vỡ luôn. Được. Ui xà. Ui xà. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy tổ ong vàng này chắc không? Nhìn ngon nhỉ? Ui. Ui xà. Chắc thật. Nè. Nhìn cái ong này thì cái ong vàng này ngon. Ngon hơn cái ong bầu này. Cái ong bầu này sạn hơn mọi người ạ. Khả năng ăn cái đổi ăn gỏi của ong này thôi. Ong nào ăn kìa. Mỗi loại ngon một kiểu. Ong bầu thì nó to hơn mà. Ô ui, anh ấy phải ăn cái con kia ấy. Nó bằng con đuông dừa luôn. Con ăn bắp cày lúc này trên đêm ấy. À. Ôi trời. Ồ, con đấy nhộng nó to. Thế này này. Thế này, dã man. To. Mà tổ đấy nó chỉ bằng này thôi. Được con nào nó đã con đấy luôn. Ấy, mấy con này. Con nhúc nhúc này à? Đấy. Con nhúc nhúc này mới là con khác đấy. Để em cậy nó. Thì nhỏ chí nhúc. Con vớt được không? Đấy, bây giờ bắt đầu sẽ cho nó tắm mắm nhá. Cho mau để thỏa mãn cái... Thèm đun dừa quá mọi người ạ. Không có đun dừa mà. Nhưng mà dịch người ta không chip được. Bây giờ người ta không có đun dừa. Ừ. Anh ấy đổ mắm vào đấy cho từng con vào. Không có đông quá, nó không ngấm hết được, nó không bỏ được. Đấy, thử chừng này thôi. Ý xà. Rồi, sẽ cho mắm vào nhá. Anh cho những gia vị gì đấy? Đúng dưa, cái kiểu đúng dưa thôi. Mắm, ớt, lá chanh à?
quay ạ. Cắn được cốc cốc. Đấy. Ui à. Con này nó không bò bò ác như con kia nhỉ anh nhỉ? Đấy. Thôi, cho một hai con già già này ăn thử ấy. Con bầu già ấy, đấy. Đấy. Ừ. Đấy. Bò. Ôi dồi. Đây nha mọi người nhá. Đây là món ong lội mắm. Đấy, không phải đuông lội mắm nhưng mà ong lội mắm. Đây, mời các bạn. Ok đấy. Đấy. Mình quái cẩu là món ong mọi người ạ, nhưng mà từ từ phải cho nó ngấm một tí đã. Nhưng mà chưa ăn thì thưởng thức ẩm thực nó phải đàng hoàng tử tế mọi người. Ông tắm mắm bao giờ cả? Cho nó ngâm một tí nữa đã. Cho thêm nước ra. Thêm nhiều nước ạ. Này. Ôi xa. Wow. Ui bọn nó ngất hết rồi anh ạ. Ông này dễ ngất nhỉ? Ừ. Nó không như con đuông. Con đuông nó vòng người người. Con này ngất luôn. Còn để chị thử làm ba con phát. Ngồi đây ạ, ngồi. Ơi, đuổi làm gì ngồi cực. Ngay đi mời, mời thầy, thầy sẽ chơi. Mời tất cả mọi người nha. Ông tắm mắm quay cho mình ấy. Đệ tử của Đôn Dừa. Mọng nhồn. Cái gì nó bỏ một hết. Ngon rồi mà. Thôi á. Ôi ra đây cái cây. Gắp nhiều ấy. Đấy, đấy. Nhìn thấy là hấp dẫn không? Mình thì chịu. Mọi người biết tại sao? Mình cũng ăn ong nhiều rồi, cũng dị ứng nhiều. Hôm trước bị dị ứng quả càng quá. Với lại sống thế này không dám ăn đấy. Ai mà hay đi dị ứng ong ấy, ăn trống này là chị mát luôn ấy. Thằng mõm nhôm thì chán ăn cái gì. Mình thì những con côn trùng hay bị, nhưng mà thèm thế. Nhiều lần rồi. Vì thử con sống là cực. Sống là đã không ổn rồi lại còn mình á. Ong em thỉnh thoảng em cũng dị ứng ấy, nhưng mà ngọt quá ăn trước được, ăn vẫn ăn. Làm con già thì xem nào. Đấy, đây này. Em phải làm thử con già. Đấy, con này. Đấy, cho mọi người xem. Con già là con người sắp trưởng thành rồi nha. Con này mai ngày kia là nó bay, nó đi kiếm ăn cho các em nó rồi đấy. Nhưng mà bây giờ con già ấy, ăn nó thơm hơn, không ngậy bằng. Ừ, nhát đi. Biết thế thôi mà chị nói này. Con gà nhát rồi. Thầy cứ tự nhiên thầy. Khiếp. Mình không nghĩ món này ngon đâu. So với Đôn Dừa thì nó thế nào? Ngậy hơn Đôn Dừa cơ. Ngậy hơn nhiều. Nhưng mà da nó không dai bằng con Đôn Dừa mà nhỉ. Tại vì nó bé tí chắc keo đấy. Bé tí này. Đôn Dừa thì kiểu ăn xong nhá, nó dai nó bùi bùi, nó béo béo. Còn con này thì mình không dám. Con này còn béo hơn nhiều cơ. Đôn Dừa không có tuổi gì cả. Tức là ngon hơn đấy. Ngậy hơn. Nhưng mà so với Đôn Dừa thì con nào ngon hơn? Con này ngon hơn. Con này ngon hơn mà ăn chung nhá. Trời ơi. Cứ bảo là con này ngon hơn con Đôn Dừa, mọi người tin không? Con này ngon hơn. Ong tắm mắm với Đôn Dừa tắm mắm. Hôm nào anh em nào thử review lại cái món này thử xem nào. Mình không dám thử, không dám chắc là nó ngon không. Nó cũng phải tùy khẩu vị mỗi người nữa. Chứ không phải là
Anh tưởng ba ai... con chăm chút đúng không? Không. À, chín thì còn đấy. Tí. Ai thử cái món này thử xem cho cảm nhận cái. Vì cái món này thì mình nhìn thấy cũng nó nếu mà so về về độ độ gì nhỉ? Độ kinh dị thì nó cũng không thua kém gì món đuông dừa đâu. Nhưng mà tại vì con đuông dừa nó ngoại nhưng mà con này thì vào mắm này là nó chết. Đuông dừa nó không chết. Nó ngất. Con này đang bắt đầu một cánh này. Con này béo hơn. Con này cơ mồm vắt tan luôn. Đây này. Cơ mồm vắt tan luôn nha. Con kia không phải cực cắn cả. Tan luôn. Nó để thì bảo món này ngon hơn đuông dừa. Anh em ăn đuông dừa rồi thì thử món này xem có phải như thế không? Nhưng con này cắn không sướng bằng con đuông dừa. Ừ. Con đuông dừa cắn vắt khúc. Thế là cái mỡ của nó bắn nha, toang nha trong mồm mình. Con này nếu mà ăn hay là đấy. Đấy, thích đuông dừa theo kiểu này. Úi, cho thêm con giả nữa mà. Hắn phụ. Phụ. Đấy. Ngậy lắm ấy. Ăn xong, ăn cái bữa này xong á. Chả phải ăn cừu. Heo nó có chất trong khoảng 2 ngày. Đấy. Siêu nhiều chất rồi kìa. Đi ít mắm đấy. Đấy. Ngon. Ấy, ơi. Mà lại ta gấp cho cái miếng này ăn nó mới phê mồm mọi người ạ. Ngấy ghê. Ui. Ui. Ngấy lên đỉnh luôn. Nhưng mà nó không có cảm giác gì là nó ghê ghê. Ngấy là mới ghê. Mình thì thôi chứ mình không dám thử được. Nhiều quá, ngấy quá không ạ?